Hello, chào tất cả anh em nhé. Đấy, anh em nhé, mùa này là mùa mưa, là anh em nào cần xích bánh xe đi trời mưa thì alo mình gửi cho nhé. Đây, đây mình đang làm đăng các cái xích này. Rồi, đăng các đây. Đấy, anh em nào cần thì cứ alo mình gửi cho nhé. Tí nữa mình cắt cái này, cái xích chó này làm hai bên. Đấy, anh em nào cần thì cứ alo để mình gửi cho. Nhưng mà hàng này vừa gửi đi thì bây giờ là đang dịch nên là hàng đi hơi lâu nhá. Chắc mình mấy ngày mới nhận được hàng nhá. Đấy, anh em cần thì cứ alo vừa gửi cho em. Đây là vừa đang là cắt này. Ship cho anh em là 300.000 cộng với tiền ship là chắc là xa, anh em ở xa là ship là 50.000 nữa là 350 nhé. Lốt 275 250 đều ok hết nhé. Đây, các loại xe các loại lốt luôn đều vừa hết. Đấy, anh em nào cần thì đi alo gửi gửi cho anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Phư nữa nhé. Để chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhé. Giờ lại chào anh em ơi, từ giờ